Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yumio. Đậu xanh là nguyên liệu dễ tìm và chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Hôm nay vào bếp, mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món chè đậu xanh bột bán nấu kèm với đường thốt nốt. Chè sau khi nấu xong sẽ có vị bùi của đậu xanh, ngọt thanh của đường thốt nốt, thêm một xíu dẻo dai của bột bán và béo thơm của nước cốt dừa. Trên đây là tất cả những nguyên liệu cần dùng để nấu món chè đậu xanh bột bán. Công thức chi tiết mình có chia sẻ ở phần mô tả, các bạn có thể vào để tham khảo thêm. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp và cùng làm chung với mình luôn nha. Đầu tiên mình sẽ đi ngâm bột bán. Mình sử dụng 30g bột bán kim. Cho thêm một ít nước vào và mình ngâm trong khoảng 15 phút để cho bột bán được sạch và nở ra. Tiếp theo mình sẽ nấu đậu xanh ha. Ở đây mình sử dụng 150g đậu xanh. Phần đậu xanh này mình đã vo sạch nhiều lần với nước. Cho thêm 450ml nước vào. Nếu có thời gian các bạn cũng có thể ngâm đậu xanh trong nước khoảng 4 tiếng. Sau đó mình đem đi nấu thì đậu xanh sẽ nhanh chín hơn. Đậy nắp hơi hở để đậu không bị trào và bật lửa lên bắt đầu đun sôi đậu. Đậu đã sôi rồi, mình trộn đậu lên và vớt bỏ bớt phần bọt ở xung quanh. Chỉnh nhiệt độ về mức lửa trung bình và nấu thêm khoảng 15 phút nữa. Sau khi nấu được 15 phút, nước đã rút lại và xăm sắp mặt đậu. Phần đậu nở bung ra như vậy là đã đạt rồi hen. Mình đậy kín nắp lại ha và tắt bếp, ủ đậu trong khoảng 30 phút để cho đậu được mềm. Trong thời gian đợi cho đậu mềm mình sẽ đi nấu nước cốt dừa. Mình sử dụng 100ml nước cốt dừa, 50ml nước và thêm vào đây 2g bột gạo. Hôm nay nấu nước cốt dừa loãng nên mình sẽ sử dụng bột gạo. Nếu mà các bạn muốn ăn nước cốt dừa đặc thì cũng có thể thay thế bột gạo bằng bột năng. Thêm vào đây 1g muối và 10g đường. Đổ hết hỗn hợp vào phần nước cốt dừa này luôn ha. Bật lửa lên ở nhiệt độ trung bình và bắt đầu đun sôi. Khi thấy phần nước cốt dừa sôi lăn tăn và bắt đầu lên hơi, như vậy là đã đạt rồi, mình tắt lửa nhắc xuống. Đậu sau khi ủ được 30 phút cũng đã mềm rồi, mình dùng vá tán nhuyễn đậu ra. Đậu sau khi đã tán nhuyễn ra rồi, mình sẽ cho đường thốt nốt, bột bán kim và 700ml nước vào. Bật lửa lên và bắt đầu đun sôi chè. Khi chè sôi, mình chỉnh nhiệt độ về mức lửa thấp nhất và nấu trong khoảng 15 phút nữa. Sau khi nấu ở mức lửa nhỏ được 15 phút, chè và bột bán cũng đã chín rồi. Mình chỉnh nhiệt độ về mức lửa cao và cho hỗn hợp bột năng vào. Mình sử dụng 10g bột năng trộn chung với 50ml nước. Với lượng bột năng này khi cho vào chè thì chè sau khi nấu xong sẽ không quá đặc. Nếu mà muốn ăn đặc thì các bạn cũng có thể tăng lượng bột năng lên thêm một xíu nữa hen. Sau khi cho bột năng vào mình sẽ nấu thêm khoảng 2 phút nữa để bột năng được chín. Như vậy là chè cũng đã chín rồi, mình tắt lửa nhắc xuống hen. Chè đậu xanh bột bán mình nấu theo kiểu loãng nên là ăn nóng hay lạnh đều ngon. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn những cái chén nhỏ nhỏ nè. Giờ mình sẽ múc chè ra chén ha.
Chè mình cũng đã múc ra chén xong rồi. Phía bên trên á có cho thêm một ít nước cốt dừa, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Phần bột bán á, mình có thể thay thế bằng nha đam nè, hoặc là trân châu trắng cũng đều ngon hen. Mình mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình luôn nha. Chè đậu xanh có vị bùi, mình ăn kèm với nước cốt dừa béo thơm, và đường tốt nốt thì có vị ngọt thanh, kết hợp với nhau rất là tròn vị luôn. Chè đậu xanh bột bán với cách nấu nhanh, đơn giản và không quá cầu kỳ, nguyên liệu lại rất dễ tìm. Món chè này á, ăn nóng hay lạnh đều ngon và giúp thanh mát giải nhiệt cho những ngày hè. Nếu có thời gian á, các bạn hãy thử vào bếp và nấu món chè đậu xanh bột bán để cho cả gia đình cùng thưởng thức luôn nha. Chúc các bạn thành công với công thức mình vừa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo nữa nhé.